Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Kênh NBC News đưa tin. Trong sự kiện tranh cử tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, ông Donald Trump đã đưa ra thông điệp cuối cùng gửi đến cử tri trước ngày bầu cử. Đáng chú ý, trong bài phát biểu tại đây, ông Trump đã tuyên bố ông có 96,2% khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Đồng thời, ông Trump cũng bác bỏ việc những người nổi tiếng liên tiếp xuất hiện tại các sự kiện tranh cử của đối thủ. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, ông khẳng định: "Chúng ta không cần một ngôi sao, bởi vì chúng ta có chính sách." Đặc biệt, ông Trump đã nhấn mạnh về các chính sách kinh tế, cho rằng bà Harris sẽ mang lại sự khốn đốn về tài chính cho cử tri nếu được bầu. Ông khẳng định: "Một phiếu bầu cho tôi có nghĩa là hàng hóa của bạn sẽ rẻ hơn, tiền lương của bạn sẽ nhiều hơn, đường phố của bạn sẽ an toàn hơn, cộng đồng của bạn sẽ giàu có hơn và tương lai của bạn sẽ tươi sáng hơn bao giờ hết." Kết thúc bài phát biểu, ông Trump tuyên bố: "Chúng ta phải chiến thắng. Điều duy nhất tôi yêu cầu là bạn hãy ra ngoài và bỏ phiếu. Bạn phải ra ngoài và chúng ta phải đánh bại họ. Chúng ta đã chờ đợi điều này 4 năm rồi." Theo Reuters, cả bà Kamala Harris và ông Trump đều có mặt tại bang Pennsylvania trong ngày cuối cùng trước khi bầu cử để kêu gọi những cử tri tập trung đi bỏ phiếu. Trong bài phát biểu dài 11 phút tại bang này, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ khẳng định nước Mỹ đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới, cam kết bà sẽ là tổng thống của mọi người và là vị lãnh đạo sẵn sàng lắng nghe. Bà Harris nói, đã đến lúc cần có một thế hệ lãnh đạo mới tại Mỹ và tôi sẵn sàng trao quyền lãnh đạo đó với tư cách là tổng thống tiếp theo của Mỹ. Chúng ta có cơ hội trong cuộc bầu cử này để cuối cùng lật sang trang mới của một thập kỷ chính trị bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi và chia rẽ. Bà Harris ám chỉ đối thủ Donald Trump và kêu gọi những người chưa bỏ phiếu hãy đi bỏ phiếu. Sau khi bước xuống sân khấu, bà Harris tiếp tục chiến dịch gõ cửa từng nhà để vận động phiếu bầu. Cả ông Donald Trump và bà Kamala Harris đều tự tin về chiến thắng của mình sau khi họ hoàn tất chiến dịch vận động tranh cử tại bang Pennsylvania khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra đầy căng thẳng và kịch tính. Kết quả cuối cùng có thể sẽ không được công bố ngay sau ngày bầu cử, do đó cả hai ứng cử viên đều đã dồn tâm sức vào Pennsylvania để kêu gọi các cử tri chưa bỏ phiếu đến tham gia ngày bầu cử vì Pennsylvania có số phiếu lớn nhất trong đại cử tri đoàn trong số 7 bang chiến trường cựu tổng thống donald trump và phó tổng thống kamala harris đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử của họ với tâm trạng hoàn toàn khác biệt cựu tổng thống xuất hiện trong tình trạng dường như kiệt sức cảnh báo rằng đất nước đang bền bờ vực sụp đổ và kêu gọi chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành sứ mệnh phi thường đó trong khi phó tổng thống hứa hẹn một tương lai đoàn kết hơn khi những người ủng hộ tràn đầy năng lượng hô vang cùng bà chúng ta sẽ không quay lại ở từng trạng dừng chân, hai ứng cử viên về cơ bản đã đưa ra hai phiên bản thực tế đối lập nhau trong những giờ cuối cùng trước ngày bầu cử. Ông Trump liên tục nêu lên nỗi ám ảnh về tình trạng nhập cư không được kiểm soát và những nguy cơ với các chính sách của Đảng Dân Chủ khi ông phát biểu trước đám đông ở Bắc Carolina, Pennsylvania và Michigan. Trong khi đó, với thông điệp lạc quan hơn so với các trạng khác, bà Harris đã đi khắp Pennsylvania, nơi nắm giữ 19 phiếu đại cử tri, đồng nghĩa với vị thế quyết định cuộc đua tại các trạng rừng chân ở Scanton, Allentown và Pittsburgh thuộc tiểu bang này. Và với một cuộc meeting ở Philadelphia, bà Harris đã nói về việc củng cố nền kinh tế và khôi phục quyền phá thai ở cấp liên bang. Bà khẳng định rằng người Mỹ đã kiệt sức và sẵn sàng thoát khỏi nền chính trị của thập kỷ qua. Cả hai ứng cử viên đều dựa vào những người ủng hộ gốc Tây Ban Nha khi họ cố gắng tập hợp cử tri gốc Latin. Nghệ sĩ nhạc rap ủng hộ bà Harris Fazio, người Puerto Rico, đã có mặt trong những giờ cuối ở Allentown bên phó tổng thống. Trong khi đó, ông Trump đã đưa Roberto Clemente Jr., con trai của huyền thoại bóng chày người Puerto Rico, lên sân khấu ở Pittsburgh. Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ, người đang ở giai đoạn cuối của một chiến dịch marathon mệt mỏi bắt đầu từ năm 2022, trong mệt mỏi rõ rệt trước đám đông, ngược lại bà Harris vẫn tỏ ra tươi tắn sau 3 tháng chạy nước rút, đã kêu gọi đoàn kết và nhấn mạnh sự tương phản với đối thủ của mình mà không cần nêu tên ông. Cũng liên quan đến diễn biến của cuộc bầu cử, ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris, mỗi người nhận được 3 phiếu bầu tại điểm bỏ phiếu ở thị trấn Dick Vinos. Cụ thể, theo hãng tin CNN, thị trấn nhỏ Dickville North thuộc bang New Hampshire nằm gần biên giới Canada là một trong những nơi đầu tiên ở Mỹ mở và đóng điểm bỏ phiếu ngay sau nửa đêm theo giờ miền Đông. Đây là truyền thống có từ năm 1960. Theo đó, bốn cử tri ủng hộ Đảng Cộng Hòa và hai cử tri khác đã tham gia bỏ phiếu. Theo truyền thống, tất cả những cử tri đủ điều kiện sẽ tập trung tại khách sạn Bansam ở Dickville North để bỏ phiếu kín sau khi điểm bỏ phiếu mở cửa vào lúc nửa đêm. Có ba thị trấn ở bang New Hampshire thường tổ chức bỏ phiếu lúc nửa đêm là Dick North, Hush Location và Mewfield, nhưng Dixie North là thị trấn duy nhất tổ chức bỏ phiếu lúc nửa đêm trong năm nay. Theo hãng tin Reuters mới đây, ông Joe Reagan, chủ chương trình podcast người theo dõi nhiều nhất nước Mỹ, bất ngờ tuyên bố sẽ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Tuyên bố được đưa ra ngay trong phần mô tả bài đăng số podcast phỏng vấn tỷ phú Elon Musk của ông Reagan trên mạng xã hội X. Cụ thể, ông Reagan tuyên bố, ông Elon Musk vĩ đại và quyền lực. Ông ta đưa ra những chia sẻ lôi cuốn nhất về ông Trump mà bạn có thể nghe được, và tôi đồng ý với ông ta trong từng luận điểm. Nhân tiện thì đúng thế, đây là tuyên bố ủng hộ ông Trump của tôi. Hãy tận hưởng podcast này nhé! Số podcast trên đã thu về 10 triệu lượt xem trên x sau 2 giờ đăng tải và 3 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube sau 5 giờ. Số phỏng vấn ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa, j Vance, được đăng tải hồi đầu tháng này cũng đã thu về 14 triệu lượt xem trên YouTube. Ông Reagan là chủ nhân kiêm người dẫn của The Joe Reagan Experience, chương trình podcast đứng đầu bảng xếp hạng tại Mỹ của nhiều nền tảng như Spotify, YouTube, Apple Podcast. Trên nền tảng phát trực tuyến hàng đầu Spotify, The Joe Reagan Experience là chương trình podcast được theo dõi nhiều nhất với hơn 14,5 triệu người theo dõi. Con số này gần gấp 3 lần chương trình podcast được theo dõi nhiều thứ hai của nền tảng này. Ông cũng có lượt theo dõi khủng trên YouTube với 18 triệu người đăng ký theo dõi. Trước đó vào tháng 10, ông Tucker gần đã có buổi phỏng vấn với ông Trump. Nhà sáng tạo nội dung này được cho là cũng có dự định sắp xếp một buổi phỏng vấn với ứng viên Đảng dân chủ Kamala Harris. Hãng thông tấn AFP Pháp đánh giá để theo đuổi đối tượng khán giả mới, các cựu tổng thống Donald Trump và đối thủ đảng dân chủ Kamala Harris phần lớn tránh xa các phương tiện truyền thông truyền thống. Các chuyên gia đánh giá điều này phản ánh bức tranh truyền thông Mỹ đang thay đổi. Podcast trở thành kênh hiệu quả để các ứng cử nhắm mục tiêu đến những đối tượng khán giả khó tiếp cận. Lượng khán giả lắng nghe podcast ngày càng tăng, nhiều trong số họ là những người trẻ tuổi và có khả năng là những cử tri bỏ phiếu lần đầu. Do đó, Sức hấp dẫn của podcast là rõ ràng. Lựa chọn của bà Harris và ông Trump trên đường đua đã phản ánh sự thay đổi này. Kể từ tháng 7, Phó Tổng thống Harris đã tham gia sau podcast với kế hoạch sẽ tiếp tục gấp rộng trong thời gian tới. Trong khi đó, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Trump đã nhiệt tình tham gia tới 16 podcast, nói chuyện với những người dẫn chương trình từ các ngôi sao thể thao đến những nhân vật thích trời khăm trên YouTube. Hầu hết đều có lượng khán giả là nam giới áp đảo. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử Mỹ 2024, sau ngày làm việc với tư cách là giám sát viên bầu cử tại quận Hurst, bang Georgia, ông Tony Adam đã kiểm tra trang web của gần 20 nhà tang lễ trong khu vực. Ông Tony cũng đọc cáo phó của các tờ báo địa phương, ghi lại tên của những người trong danh sách đó để xóa tên họ khỏi danh sách cử tri của quận. Mặc dù rất hiếm khi xảy ra chuyện, một số người dùng tên của cử tri đã mất để bỏ phiếu, nhưng các nhân viên bầu cử đặc biệt chú ý đến điều này vì các bước của quy trình bầu cử được kiểm soát rất chặt chẽ. Lo lắng trên xuất phát từ việc cựu tổng thống Donald Trump đã từng thổi mùng nghi ngờ trong dư luận khi khẳng định mà không có bằng chứng rằng hàng nghìn người đã khuất nhưng vẫn có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020. Danh sách cử tri chính thức được công khai ở nhiều bang cung cấp thông tin cho các thám tử mạng săn lùng những bất thường ở những bang chiến trường có thể định đoạt kết quả của cuộc bầu cử tổng thống. Vào thời điểm đó, Fox News nhấn mạnh nhiều người trong số 72 triệu cử tri ủng hộ ông Trump tin rằng cuộc bầu cử này về cơ bản là không công bằng. Bài báo của Fox News liệt kê hàng loạt trường hợp người đã qua đời đi bỏ phiếu ở bang chiến địa róc Gia. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ đã mất thì bỏ phiếu bằng cách nào? Và câu trả lời ngắn gọn là qua đường bưu điện. Nhiều tiểu bang của Mỹ đã gửi phiếu bầu và giấy đăng ký bầu cử cho hàng triệu người dù không được yêu cầu. Lý do họ đưa ra là để phòng ngừa nguy cơ lây lan COVID-19. Các quan chức địa phương có nhiều công cụ để cập nhật danh sách những người đã mất. Các cơ quan tiểu bang và liên bang chia sẻ hồ sơ về những người đã mất hoặc chuyển đến một khu vực hành chính khác dù đôi khi cũng có một vài sai sót. Bên cạnh thông tin cáo phó, một số quan chức bầu cử thường xuyên quét quảng cáo để tìm kiếm thông tin bán bất động sản, nghi là của những người đã khuất. Wincosin là một trong những bang cấm việc kiểm phiếu vắng mặt những lá phiếu do cử tri bỏ phiếu sớm sau đó qua đời trước ngày bầu cử. Tuy nhiên, có 10 tiểu bang khác có luật cho phép việc kiểm phiếu như vậy, theo Hội nghị Quốc gia về lập pháp tiểu bang. Một số quan chức bầu cử coi việc có cáo phó là đủ bằng chứng để xóa tên một người khỏi danh sách cử tri. Tuy nhiên, một số quan chức khác cẩn thận hơn, yêu cầu thêm một bằng chứng nữa, đó là đã gửi một lá thư đến địa chỉ của người có tên trong cáo phó và yêu cầu một người thân của người quá cố xác nhận. Người dân xứ sở cờ hoa và thế giới băn khoăn về viễn cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Sau 8 năm tham gia chính trường và một nhiệm kỳ tổng thống như ồn ào, ông Trump được dự đoán sẽ còn mang đến nhiều sự khó đoán hơn nữa nếu quay lại với chiếc ghế đầy quyền lực này. Sau đây là 5 điều mà ông Trump sẽ làm nếu trở thành tân tổng thống Mỹ. Đầu tiên, nếu trở lại Nhà Trắng, ông Trump có thể sa thải ông Jack Smith, công tố viên đặc biệt dẫn đầu các cuộc điều tra về cựu tổng thống. Ông <laughs> Trump nói, tôi sẽ sa thải ông ta trong vòng 2 giây. Ông ta là một và trong những vấn đề đồng 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 đầu tiên đồng mà đồng tôi phải, phải giải quyết. Ông Trump cũng cảnh báo sẽ trừng phạt các công tố viên và thẩm phán giám sát nhiều cáo buộc hình sự nhà vào ông. ông. Thứ hai, ông sẽ tiến hành ân xá cho người tham gia và vụ bạo, bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1, 2021 ông Trump cho rằng một số người đang bị giam giữ oan. Thứ ba, ông sẽ chấm dứt thỏa thuận xanh mới. Trong một video vận động tranh cử vào năm 2023, ông Trump tuyên bố ông sẽ chấm dứt sự độc tài của thỏa thuận xanh mới vào ngày đầu tiên nếu đắc cử tổng thống Mỹ. Theo ông Trump, thỏa thuận xanh mới là trò lừa đảo lớn nhất lịch sử và có thể ảnh hưởng xấu đến kinh tế Mỹ. Thứ tư, ông sẽ tiến hành mở cuộc đàn áp người nhập cư ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên nếu tái đắc cử tổng thống Mỹ vào năm 2024. Theo NIT, Kế hoạch sắp tới của cựu Tổng thống Mỹ là cuộc tấn công vào vấn đề nhập cư ở quy mô chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Mục đích của kế hoạch này là trục xuất hàng triệu người mỗi năm, bao gồm cả những người đã định cư ở Mỹ trong nhiều thập kỷ. Và cuối cùng, ông sẽ cấp thẻ xanh cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Ông Trump từng bày tỏ sự ủng hộ việc tự động cấp thẻ xanh, thẻ thương chú nhân cho những người không phải công dân Mỹ nhưng đã tốt nghiệp đại học. Ông Trump nói, điều tôi muốn làm và tôi sẽ làm ngay là khi bạn tốt nghiệp một trường đại học, bạn nên tự động nhận được thẻ xanh như một phần của bằng tốt nghiệp để ở lại nước Mỹ. Ngoài ra, ông Trump còn lên kế hoạch để tiến hành trả đũa người tiền nhiệm. Phát biểu trong chương trình tọa đàm với cử tri ngày 5 tháng 12, 2023, ông Trump cho biết ông sẽ không trở thành nhà độc tài trừ ngày đầu tiên bước vào Nhà Trắng. Khi được hỏi rằng liệu ông có lạm dụng quyền lực để trả thù ai đó nếu đắc cử hay không, ông Trump đã nói rằng, trừ ngày đầu tiên tôi muốn đóng cửa biên giới và khoan dầu, khoan dầu, khoan dầu theo reuters các tổng thống mỹ thường ký hàng loạt xác lệnh hành pháp trong vài ngày đầu tiên sau khi nhậm chức mục tiêu của họ là đảo ngược các chính sách mà người tiền nhiệm đưa ra